hôm nay là vừa tròn 9 năm tụi mình bên nhau. Lúc năm 17 tuổi, anh ngỏ lời yêu em. Anh nói là anh nợ mẹ anh một nàng dâu, em có thể trả giúp anh được không? Thật ra thì cái ngày hôm nay thì chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Thật sự là rất lâu rồi để có được ngày hôm nay. Anh vẫn nhớ đúng cái lời thề, cái lời hứa anh ngày xưa lúc mình quen nhau 17 tuổi. Anh sẽ khoác cho em một cái váy cưới đẹp nhất. Anh sẽ cho em một cái đám cưới đẹp nhất. Mọi người đang hòa chung niềm vui với mình ở một nơi rất là tuyệt vời. Anh đã giữ đúng lời hứa. Và anh sẽ cố gắng hoàn thiện. Chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, và sang năm mình sẽ có thêm công chúa cho đầy đủ một nếp một tẻ. Và ngày hôm nay chúng ta đứng đây dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, là cái giây phút này là em đã chờ đợi rất là lâu. Hôm nay em rất là vui và hạnh phúc. Anh cảm ơn em. Cảm ơn em lúc nào yêu anh, thương anh, chăm sóc cho anh, luôn đồng hành kể cả những lúc anh khó khăn đi. Cuối cùng là em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã lựa chọn em làm con dâu của ba mẹ. Cảm ơn vì đã lựa chọn em làm vợ và làm mẹ của con anh cũng như là con của chúng ta. Và em hứa là sẽ luôn bên cạnh đồng hành anh trong những chặng đường sau này. Vợ sẽ bên cạnh ủng hộ cũng như là thương và yêu chồng rất là nhiều. Cảm ơn chồng. Cảm ơn em, cảm ơn những thứ mà em đã mang đến cho anh. Yêu em. Nga xin hứa sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương em. Phương à, em làm vợ anh nhé. Cuộc sống này mà có bao nhiêu khó khăn á thì hồ gánh gần hết rồi, thì mong Quỳnh có một lời đôi chút cảm thông, cố gắng để cho người đàn ông phát huy tất cả mọi thứ của mình.